Tối ngày 31 tháng 5, phường Bắc Sơn tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2022. Đồng chí Đào Ngọc Sơn, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố dự chương trình. Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được phát động với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Trong thời gian này, phường Bắc Sơn sẽ tăng cường các hoạt động tạo điều kiện vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè thực sự an toàn, lành mạnh, vui tươi và đáng nhớ, đồng thời thực hiện tốt các chương trình chính sách về trẻ em, đặc biệt chú trọng tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội bình đẳng phát triển về mọi mặt. Với chủ đề Hè vui an toàn học gàn điều hay, mùa hè năm 2022, phường Bắc Sơn các cấp các ngành, các đơn vị chú trọng tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em thông qua các hoạt động thiết thực bổ ích như quản lý sinh hoạt hè tại các khu dân cư, tổ chức các lớp học bơi, ngay tại lễ phát động công an phường bắc sơn đã tuyên truyền nội dung về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em nhân dịp này phường bắc sơn cũng kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nguồn lực xã hội hóa chung tay thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại lễ phát động thành phố và phường bắc sơn đã trao tặng nhiều phần quà động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn